Thưa quý vị, với khát vọng vươn tầm cao mới và chào mừng kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, Nhà hát Trương Vương thực hiện chương trình nghệ thuật kỷ niệm 25 năm ngày thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022 với chủ đề Đà Nẵng khát vọng vươn cao. Đến dự có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Chương trình nghệ thuật gồm những ca khúc thể hiện một niềm tin yêu tự hào về một thành phố đang mỗi ngày vươn mình phát triển, là nỗi niềm của những người dân đang sinh sống và làm việc tại vùng đất mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng những cảnh sắc tuyệt vời. Với thời lượng 90 phút gồm 3 phần: Đà Nẵng nghĩa tình sâu đậm, Tự hào Đà Nẵng và Đà Nẵng khát vọng vươn cao. Chương trình đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem, như một cuốn phim ngắn tái hiện lại lịch sử phát triển của Đà Nẵng qua từng giai đoạn, từng thời kỳ. Chương trình nghệ thuật là một trong những hoạt động đánh dấu cột mốc quan trọng của thành phố Đà Nẵng, không chỉ đáp ứng nhu cầu văn hóa mà còn tạo không khí sôi nổi, tự hào, tin tưởng cho nhân dân Đà Nẵng, là cơ hội để nhìn lại bề dày lịch sử phát triển của một thành phố Đà Nẵng hôm nay với Đà Nẵng của ngày hôm qua, để có thể cảm nhận được hết sự phát triển toàn diện của mảnh đất được mệnh danh là thành phố đáng sống ở Việt Nam.